Ok, và hi, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và mình là Phong Cận TV đây. Còn đây chính là Sammy Nup. Ok, và hôm nay chúng ta sẽ làm một video thử thách bắt cua mini world. Và sau đó là giành được giải thưởng anh em ơi. Và giải thưởng lần này là gì nào? Đó chính là cây kẹo mút 1k hay là cây kẹo mút 100k. Ta-da. Ui, anh em nhìn nè, hai cây kẹo mút nhìn nó khác biệt không? Cái cây kẹo mút nhỏ này bằng có cái cây của cái cây cầm của cây kẹo mút 100k. Mình không biết ở trong đây có gì anh em ơi, nhưng nói chung là nếu như mà giành được cái kẹo này chắc là sẽ sướng lắm luôn à. Ok, và chúng ta bắt đầu vào video hồi nào. Let's go. Để xem coi ai sẽ giành được nha. Tập trước anh em là Sammy giành được cái hộp bánh gấu đến tận 100k, còn mình được cái hộp có 10k. Lần này nhất định là mình phải chiến thắng, không thể nào để thua được. Nhất định phải lấy được nó. Chắc chắn thua rồi. Dễ lắm à. Let's go, đi thôi. Ok, và mọi người ơi, bọn mình đã bắt đầu vào mini world rồi đây. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt cua để xem coi ai sẽ là người nhận được cây kẹo mút 100k và cây kẹo mút 1k nha anh em. Trời, mình nhất định phải thắng mới được. Lần trước là mình đã thua hộp bánh gấu 100k rồi. Bây giờ nhất định mình phải thắng mới được. Mình phải thắng Sammy mới được các bạn ơi. Trời ơi, thế nào tôi cũng thắng cho mình xem. Tại cái bệnh hồ là goblin. Thì để xem. Ok, bắt cua hay nào. À, thì mình cái map này là mình có hay chơi ở trên livestream mà chấp Sammy nhảy trước luôn á. Nhảy trước luôn á. Còn to làm tí tóc. Trời ơi, cái map này làm sao mà thua được. Quên bắt đầu nè. Quay trở về đi. Bùm, trời ơi, làm sao đi trước tôi được. Trời ơi, làm sao đi trước tôi được. Nhường đi. Không có nhường vậy á. Nhường rồi lỡ thua rồi sao rồi. Tôi không được cái kẹo mút 100k hả, đâu có ngu. Trời ơi, có bà sợ. Ôi, té phải không? Trời ơi, té chết thì anh em ơi, trời ơi. À, mình sẽ nhảy qua đây nha. Mấy bạn hãy nhớ bình luận là mấy bạn là fan, là team của Phong Cận hay là team của Sammy, nhớ bình luận cho mình biết nha. Hãy sạc hashtag team Phong Cận và team Sammy nha mấy bạn. Ok, nhảy qua đây nè. Đó, nhảy qua đây. Chết nữa rồi đúng không? Trời ơi, mới màn 1 mà qua cũng không được anh em ơi. Sammy nước quá. Đó, rồi, mình đã vượt qua tới màn bao nhiêu rồi đây? Hình như màn 3 rồi anh em ơi. Wow, ok. Đến màn 4 luôn rồi nè. Trong đây hình như là anh Siro không cho chúng ta thịt gà anh em ơi. Nhảy qua đây xong. Nhảy qua đây đó. Rồi sau đó nhảy qua đây, nhảy lên đây. Trời. Nói chung là cái map này là mình đã từng chơi trên livestream rồi. Và anh Siro xây cái map này và mình là một trong những cái người test đầu tiên luôn. Cho nên là mình thấy cái map này đối với mình thì nó khá là kiểu sao ta quen thuộc và dễ chơi anh em ạ. Có mình Sammy là chưa chơi thôi. Nhưng mà nói chung á là mình có bắt cua dở lắm cho nên là coi như là bằng nhau đi. Sao qua rồi bị đặt. Qua gì, lần trước tôi chơi livestream tôi chết quá trời luôn á, tôi có thắng đâu. Mà là có chơi rồi. Có chơi chứ đâu phải là pro đâu trời. Ok. Để lên đây nè. Đó. Tôi tới màn 6 rồi nè, Sammy tới đâu rồi? 2. tới màn 2 hả? Tôi okay. Có chơi nhiều đâu, ông chơi gian không à. Ôi bây giờ lại đổi thừa là chơi ít kìa trời. Đúng không? Tôi cũng chơi bắt cua ít xỉn nè chứ có chơi nhiều đâu. Nhảy qua đây đó. Tớ leo lên đây và sau đó nhảy. Nhảy qua đây rồi. Ok, sau đó nhảy lên đây. Đó, mình đã qua tới màn 7 rồi anh em ơi. Rồi, nhảy tiếp nào. Hey. Té rồi trời. Phải đâu thôi. Mình bị lệch màn phím qua tí xíu. Ok. Nhảy lại nè. Mình biết bấm tường anh em ơi, may quá. Trời, xong té rồi. Trời, tính ra mình mới nói xong là mình biết bấm tường cái mình té chết luôn. Yeah, thua. Thôi mình đi bên hàng màu xanh cho nó dễ đi anh em. Hả? Mình tới màn 7 rồi, Sammy mới tới màn 2 à, vẫn còn thua mình đến tận 5 màn lận, coi như mình vẫn có thể thắng được anh em ơi. Chứ là thắng rồi, chơi rồi nói người ta chỉ đang ồn. Ai chơi? Gì? Tôi chơi cái map này nè, là trên đó là tàn mấy bạn fan chơi, mấy bạn fan thắng không mà tôi tàn đi sâu mà tôi chơi bắt cua dở lắm chứ không phải giỏi như bà đâu. Trời ơi. Ai mà xem video của tôi chứ bắt cua nhất trên thế giới luôn. Ủa thì tôi cũng vậy thôi, tôi cũng đâu có bắt cua giỏi đâu trời. Bay lên đây nè. Trời té sắp mặt rồi mấy bạn ơi. Phải nồi thật. Nhưng mà cái map này mình hơi buồn xíu là anh Siro lấy mất thịt gà của mình rồi. Anh Siro không để thịt gà cho mình. Phải nồi thật. Nếu như anh ấy bỏ cho mình một ít thịt gà là mình có thể nhảy nhanh hơn rồi. Trời ơi. Nhảy qua đây nè. Ok. Hey, nhảy qua. Qua đi. Ok, qua rồi nè. Qua rồi nè Sammy ơi. Tới rồi nè. Ai chơi với ông? Rồi, tôi sẽ đi bên cái gì ta? Màn này màn bao nhiêu? Ok. Ok.
Bà làm ơn đừng có đập bàn phím, đập chuột giúp tôi cái mic tôi nó thu vô toàn tiếng đập bàn phím không à. Ok, nhảy qua đây nè. Ơi, nhảy qua đây. Ơi, nhảy qua đây. Ây da, vẫn té. Trời. Ok. Ok, mình thấy cái đường nè. Giờ mình sẽ đi làm sao? 1 hour later. Ok các bạn ơi. Cuối cùng thì mình cũng đã qua được bên đây rồi. Trời ơi trời. May quá, từ nãy giờ chết mấy chục lần luôn. Ok, giờ nhảy qua thêm cái đường nữa là qua tới nè. Ok, qua tới đây rồi. Ôi, từ nãy giờ mình chết hơi bị nhiều luôn anh em. Mới tìm được đường để qua. Ok, tới được chỗ này là cái đường phải nhảy lên như thế này nè. Ok, mình sẽ xích qua đây để nhảy gần hơn xíu rồi. Mình nhảy cái này dở lắm. Lần nào nhảy cũng chết hết à. Xong rơi luôn rồi. No. Ok, xong chết luôn rồi. Trời ơi trời. Nhảy lại nè. Ây da. Nhảy lại. Nhảy lại nè. Bay qua đây. Ui. Bay qua đây. Ui. Tới đi. Đây ơi. Ui. Rồi xem đây. Bay qua đây nè. Ok. Rồi. Bay lên đây nè. Lên cái trước mặt. Ok. Rồi bay qua đây. Trước mặt nè. Ok. Rồi bay qua đây. Đấy. Rồi xong. Bay qua cái bên đây. Rồi. Bay qua đây. Yeah. Qua được anh em ơi. Trời ơi. Chết rồi. Không được. Mình phải tốn một xu để hồi sinh lại mới được. Không thể nào để chết ở bên, để quay từ đầu như vậy được. Ok. Rồi. Nhảy qua đây. Rồi. Rồi nhảy qua đây. Sau đó nhảy qua đây. Rồi ok. Sau đó nhảy qua đây. Nhưng mà các bạn ơi, mình chơi như vậy có ăn gan quá không ta? Chắc không đâu. Tội mình cuối cùng, rốt cuộc mình cũng qua mà. Chẳng qua tại vì mình sẽ là mình bị hết máu thôi. Đúng rồi. Trời có gì đâu. Rồi mình nhảy qua đây nè. Ok. Sammy đi, nó đánh bàn máy rồi Sammy. Biết luôn. Không biết bàn máy luôn hả? Trời ơi, tội vậy. Ok. Nhảy qua đây. Đó, nhảy qua đây nè. Ok. Nhảy lên đây. Đó, qua được rồi anh em ơi. Rồi. Bây giờ hiện tại là mình đã đi đến được màn 13 anh em ạ. Màn 13 lận đó nha. Đó. Ok. Nhảy qua đây. Cái này, cái map này coi bộ cũng khá là đơn giản anh em ơi. Đó, mình nhảy cái map này mình thấy bây giờ nó khá là đơn giản. Có lẽ là do mình chơi mini world nhiều rồi cho nên giờ mình thấy nó đơn giản là đơn giản luôn. Ok. Nhảy qua đây. Đó, nhảy xuống đây. Nhảy qua đây. Lên đây. Đó, ok. Mình đã đi đến màn 14 rồi anh em ơi. Yes. Ok. Qua rồi. Yeah. Rồi sau đó nhảy lên đây. Bám vô cầu thang nè. Rồi leo lên. Yeah. Đường dài không ngay bước chân. Ta cứ đi mãi thôi. Trời ơi. Lên nhanh nào. Ui. Lên. Ok. Lên tới đây nè. Rồi qua bên đây. Ui. Ok. Lên nào. Trời ơi, cầu thang sao mà cao quá vậy. Cao ơi là cao luôn các bạn ơi. Lên nào. Ok, tới đây nè. Đó, lên cao thêm tí nữa. Rồi, bây giờ nhảy qua đây đúng không? Ui. Bay lên. Ok. Xong. Bây giờ là nhảy xuống dưới đây. Hey. Trời ơi. Mình đập đầu vô tường mình chết luôn rồi. Ăn vô cái đã. Nhảy xuống nước nè. Tẩm. Ok. Rồi, quên rồi. Chỗ này mình biết cách để đi đường tắt nè. Đó, đi đường tắt dễ là vậy. Yeah, quên rồi anh em ơi. Sammy ơi, tôi quên này nè. Sammy. Đó, tôi quên này nha. Coi như là tôi chiến thắng rồi. Ok các bạn ơi, mình chiến thắng rồi các bạn ơi. Yeah. 2 hours later. Ok mấy bạn ơi, thì bây giờ chúng ta sẽ thử khui thử coi bên trong cái kẹo mút 100k này có gì nha anh em. Đó, thì ở đây không biết là ở chỗ mấy bạn là bán bao nhiêu tiền, còn chỗ mình bán một cây này là khoảng 80k, nhưng mà thôi mình nói 100k luôn cho chẳng. Ok, thì mình khui thử coi. Đây nó có một cái lớp bọc nè. Ôi, bây giờ làm sao khui được ta? Có ai có kéo không? Simmy ơi, có kéo không Simmy? Có kéo không? Cho tôi mượn kéo với. Không có hả? Để răng cắn. Để răng cắn á? Lấy răng cắn chắc gãy cái răng quá. Rồi. Có chỗ nào ở đây là không được. Quên con kéo nè. Ok, cảm ơn nha. Ok rồi, để mình cắt nó ra coi. Trời ơi, nó bọc cái gì mà nó bọc kính như vậy trời. Sợ bị ăn trộm. Cái này là bóng kính hả? Trời ơi. Ok, được rồi. Thôi, kéo nhỏ nhỏ đi. Kéo cái nhỏ được rồi. Ok. Wow, anh em nhìn bên trong này. Wow, nó có một cái hộp màu trắng. Trời, nó bị tách ra rồi. Nhìn có giống như là cây kẹo mút bình thường mà chúng ta hay ngậm không? Các bạn biết không, lúc nhỏ mình cứ tưởng ở trong đây nó có được một cái cục kẹo bự như thế này luôn, chứ hóa ra bên trong có rất là nhiều kẹo nhỏ luôn. Mình tưởng nó làm cục kẹo bự thế này chắc
nhát hết vô miệng chắc chết quá. Ok, mở thử nha. Wow, trong đây có rất là nhiều kẹo luôn anh em ơi. Wow. Và ở trong đây còn có gì đây? Con này là con gì? What? Khủng long Thanos. Đây là khủng long phiên bản Thanos nha anh em. Đó. Khủng long màu hường cánh sen. Khủng long màu hường đó, ok. Rồi, không thích chơi khủng long chút nào cả. Còn đây là kẹo nè anh em. Ngậm hết đống kẹo này chắc là mình hết răng mình ăn cơm luôn anh em ơi. Đó, ok. Và coi như là đây là phần thưởng của mình anh em ơi. Chà, mình cũng rất là thích kẹo mút luôn. Hồi nói mà nước miếng chảy luôn này. Ok, và cảm ơn anh em đã xem video này nha. Nếu mà anh em thấy thích video này thì đừng quên like, share và subscribe ủng hộ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên qua kênh YouTube của các thành viên trong team Hero để đăng ký ủng hộ cho các thành viên trong team Hero nha. Và bye bye, hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Bye bye, yêu anh em, bye nồi, tạm biệt.